mình sẽ cùng lại một cái gia đình. Các con đã bỏ tất cả về đây với ba mẹ. Vậy chúng ta họp lại với nhau, với gia đình này 6 tháng. Mình ở cùng chung 6 tháng thử ra sao. Trong vòng 6 tháng đó, tất cả những cái chuyện gì mà có thể rằng nó không được tốt, mình cũng ráng dàn xếp cho nó tốt, mình giữ cho nó đẹp. Cho đến thi tháng thứ tư, nếu mà ai trong đây không thích, có quyền đưa ý kiến và có quyền không ở nữa. Nếu mà mình không có gì phiền phức với nhau đó, thì mình làm thêm 6 tháng nữa. Rồi sau 6 tháng đó mà không có gì problem thì mình lại ký 1 năm. hợp đồng chung sống. Nó hợp đồng chung sống. Yeah. Mà cái chuyện như vậy đó, chúng tôi work out rất là good. Thì như vậy đó là khoảng mấy năm thì cái chuyện đó nó thành ra tốt. Yeah. Các con bây giờ thương mẹ một cách thật sự. Tại sao? Cái gì nó cũng về. Lúc đó thành con của bà chứ không con tôi nữa rồi. Cái gì nó cũng với bà không à. Nó không có nói với tôi. Dạ, nghe chú kể thì thật sự con mới thấy được rằng là cô Giao Linh đã phải sống như thế nào. Đó, phải tranh đấu lắm chứ. Và phải biết cách dung hòa như đúng, thế nào. Đúng. Ở đây, con ở đây con xin phép ăn cơm với cô chú. Dạ. Hai anh em con đói lắm rồi. Dạ. Hôm nay con đến đây là mục đích của con là chính là để thăm hỏi sức khỏe của cô chú sau một khoảng thời gian quá dài. Thì con muốn biết là cái tình hình sức khỏe của cô và đặc biệt là sức khỏe của chú là như thế nào. Của cô thì đây 2 năm thì cô có bị tim mạch á. Thì có đó, rồi sau khi chữa đó, chú thì không có bệnh gì hết, chú không có bệnh, cho chú thể dục đều mỗi ngày thì không có bệnh gì hết. Nhưng mà thấy cô vậy thì chú đi khám, đi ra nó nghẹt 4 cái nghẹt luôn. 4 nghẹt mà nó lên tới 90% luôn. Ôi trời, là nguy hiểm lắm luôn chú. Cái thằng con đó nó bảo bà phải đi làm mới được. Yeah. Thì bỏ vô 4 cái stent. Yeah. 4 cái stent thì nó cũng ok. Yeah. Cho tới giờ phút này thì rất là tốt. Cô ơi. Dạ con chào cô, chào chú. Chào cô. Dạ. Trời ơi, con được em Ngọc Lan dẫn đến đây để mà đến thăm nhà của cô chú. Mà nó con quá trời vui luôn. Yeah. Lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau. Dạ. Em mời vô, mời vô. Dạ, con chào cô. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào. Lòng mẹ bao la như bên thái bình gạt sao, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt. Trước hết đó, cô muốn chào khán giả. Dạ. Của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Ngồi kế bên Giao Linh đó là ông xã Giao Linh. Ồ. Anh Võ Văn Sang. Nha. Xin chào quý vị. Con rất là tò mò, đầu tiên là con tò mò không hiểu là cái nghệ danh Giao Linh á nó là từ đâu vậy cô? Thì cô nói con nghe cô có một người bạn ở Đà Lạt. Cái cô đó cô thích đi hát quá mà cô tên thật là Sinh. Mà xinh đó không phải được xinh đẹp nữa, xinh đẻ đó con, xinh đẻ đó con, học sinh đó, dạ. Cô nghĩ là
trời ơi, đi hát đây, đây xin giới thiệu quý vị nữa coi, Thủy Sinh hay Mỹ Sinh, xấu lắm, không được, không được. Con mới nói như vậy. Cái bạn nói, ê, ê, để tôi nghĩ tên tôi đặt cho bà. Tôi nghĩ tên, bà giữ cái tên này đó, bà sẽ nổi tiếng đó. Tôi nói tên gì vậy? Thì cổ mới thấy là tôi lựa cho bà cái tên là Giao Linh. Ồ, nói vậy đó, bà giữ cái tên đó đi, hay lắm đó. À, nó tượng trưng giống như là hai tâm hồn giao với nhau. Cho nên thời gian trôi qua thì với cái tên này thì cô đã gia nhập vô làng văn nghệ và được khán giả ủng hộ. Thì cô luôn luôn nhớ về cái người bạn mình, cái người đã đặt cái tên cho mình để mà nó dính liền ngay trong cuộc đời của cô. Anh biết không, em là theo dõi cô rất là nhiều. Tại vì em rất là yêu quý cô. Em cũng được biết một cái câu chuyện rất là thú vị. Đó là chú là ngày xưa không, chú là làm một cái nghề, chú là học về kiến trúc. Mà khi mà chú gặp cô, chú lấy cô, chú yêu cô, chú lấy cô, thì chú bỏ hẳn cái công việc đó luôn. Và chú học về nghệ thuật á, để mà chú quay cho cô, rồi chú làm nhạc cho cô hết. Tất cả mọi cái cô như một em bé vậy đó. Là chú làm producer và có nghĩa là nhà sản xuất và kim luôn đạo diễn đó. Thật sự ra thì hồi cô này mới đi hát tập tễnh thôi, 17 tuổi thôi là chú đã thấy rồi. Là chú gặp đã, ở đâu chú? Chú đã đi xem rồi ở Việt Nam. Dạ dạ. Chú lúc đó chú ở Mỹ về. Dạ. Thời gian qua, thời gian đi, thời gian tới, mà suốt mấy chục năm, cô này 37 tuổi thì mới là cưới nhau được. Ủa, tại sao là mình lại mất quá nhiều thời gian như vậy vậy cô? Ôi trời, cô này cổ không có dám lấy chú đâu. Người ta cứ nói mình bê bối quá, nhiều đào nhiều ấy quá, không được. Cô này cổ sợ. Đào hoa lắm đúng không cô? Nếu cổ sợ. Chứ thật sự ra mình đâu có gì đâu. Chắc chắn là trong 20 năm đó chú cũng phải là theo đuổi dữ lắm đúng không? Ừ, theo đuổi mà chứ. Lý do gì mà cô lại chấp nhận chú? Nếu mà nói về vấn đề mà thương đó, với lại đeo đuổi đó, thì là chú là cái người theo dai nhất. Dạ, 20 năm rồi con. Một lần 10 năm hai đứa gặp nhau, chú cũng ngỏ lời, cô cũng nô. Tại vì cái hoàn cảnh lúc bấy giờ đó. Hoàn cảnh như thế nào cô? Tất nhiên là giống như cô cũng có bạn trai vậy. Dạ. Rồi thì chú thì có gia đình, đâu có ai chịu vậy. À. Cô không chịu. Thôi anh ơi đừng nói giỡn chơi anh ơi. Chú hay giỡn á. À. Em, mình lấy nhau đi em. Thì cô mới nói với chú đó, anh à, anh đừng có giỡn chơi như vậy. Em coi anh như một người anh thì giữ cho nó đẹp đi. Cô nói chú vậy. Nghĩa là mình coi nhau như anh em. Anh nói không có, một là vợ còn không thôi à. Thành ra chú hẹn chú nói anh sẽ yêu em tới 70 tuổi vẫn còn yêu. Mà năm nay đó, cái lời hứa đó 70 tuổi. Mà năm nay 79 gần 80 tuổi rồi. Lố luôn. Lố luôn tới 90 năm lận. Lố rồi. Cái vụ này là bị phạt dữ lắm á nha. Gọi chút nữa mình phạt đi chứ. Một chút trong chương trình mình phạt luôn đi. Cô như vậy là cô đồng ý kết hôn với chú là vì sự chai mặt của chú. Không phải con, chú có một cái rất là giống như là cái duyên nó tới á. 20 năm sau gặp lại nhau thì chú đã là một người độc thân. Dạ. Thành ra khi mà chú hoàn toàn ly dị thì chú có ngỏ lời. Dạ. Thì cô nghĩ là thật sự là cô cũng không có chồng. Dạ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình thấy là thôi thì mình nên có một tấm chồng đi. Bây giờ có một người mà mình đã từng quen biết mà ngỏ lời như vậy thì cô thấy đó cũng, cô cũng thấy ấm lòng. Dạ. Cho nên lúc đó đó nói một cái câu chuyện vui chút xíu. Lúc đó chú tự do rồi, chú mới gọi điện thoại. Em ơi em, anh sang. Em ơi em, anh tự do rồi. À, em tính sao tính, nhanh để người khác phỏng tay trên. Dạ. Lắm em. Nghe nghĩ bụng mình nổi khiên đâu cô, cho mình nói vậy mình à, dằn mặt nghĩ nó bụng vậy đó cô. Không nổi này thiệt á. Con nói dạ anh rồi cung cúp xuống rồi cũng không gặp con. Dạ. Rồi sao nữa chú, sau cuộc gọi đó thì sao nữa? Đó thì đó mình cứ tấn tới thôi. Con suy nghĩ về chú nhiều sao cứ cái cuộc gọi đó. Dạ. Nói chung cũng sợ chứ bộ. Sao tư duy của cô thay đổi khi mà cô mà quyết định mà có tình yêu với chú rồi đó, thì là cô phải nghĩ trong đầu mình là còn 6 đứa con của chú nữa. Mà 6 đứa con này nó không phải là một mẹ mà là ba mẹ khác nhau. Thì cái điều đó nó cũng khó cho mình lắm đó. Tại vì
một hai người mình có thể làm vừa lòng, nhưng mà sáu người thì khó, không phải dễ đâu. Thì lúc đó gia đình tôi nó có một cái lối là họp gia đình, cứ mỗi thứ sáu là chúng tôi có họp gia đình một lần. Thì tôi ngồi đầu bàn, cô Giao Linh ngồi bên tay trái và cả đám con ngồi bên tay phải. Thì tôi mới nói như thế này: bà nói cho các con biết là trên đời này cha mẹ nào cũng thương con, có nghĩa là bà lúc nào cũng thương các con. Cái tình đó đó sẽ không có một cái lý do nào, không có một cái động lực nào mà có thể chia rẽ mình được. Cha con ở bên đây là vợ của ba, là mẹ kế của các con. Thì tình vợ chồng ba với mẹ kế của con cũng không bao giờ ai có quyền có thể chia đổi được. Bây giờ ba nói trước là các con của anh, nếu đứa nào mà đối tốt với em thì em sẽ đối tiếp lại, đối tốt lại. Còn đứa nào không đối tốt với em không cần phải đối tốt với nó. Còn nếu có chuyện gì xảy ra, con có cái gì với mẹ, con nói chuyện thẳng với mẹ. Ba không có dính dột. Em có chuyện gì các con thì em nói trực tiếp ra, anh không dính dột. Cái đó là giữa hai bên. Nhiều người, nhiều tính tình mà ở cùng với nhau nó sẽ là khó khăn. Vậy thì bây giờ mình làm một cái hợp đồng, mình sẽ cùng lại một cái gia đình. Các con đã bỏ tất cả về đây với ba mẹ, vậy chúng ta hợp lại với nhau, với gia đình này 6 tháng. Mình ở cùng chung 6 tháng thử ra sao. Trong vòng 6 tháng đó, tất cả những cái chuyện gì mà có thể rằng nó không được tốt, mình cũng ráng dàn xếp cho nó tốt, giữ cho nó đẹp. Cho đến thì tháng thứ tư, nếu mà ai trong đây không thích, có quyền đưa ý kiến và có quyền không ở nữa. Nếu mà mình không có gì phiền phức với nhau đó thì mình làm thêm 6 tháng nữa. Rồi sau 6 tháng đó mà không có gì problem thì mình lại ký 1 năm. hợp đồng chung sống. Hợp đồng chung sống. Mà cái chuyện như vậy đó, chúng tôi work out rất là good. Thì như vậy đó là khoảng mấy năm thì cái chuyện đó nó thành ra tốt. Các con bây giờ thương mẹ một cách thật sự. Tại sao? Cái gì nó cũng về. Lúc đó thành con của bà chứ không con tôi nữa rồi. Cái gì nó cũng với bà không à, nó không có nói với tôi. Dạ, nghe chú kể thì thật sự con mới thấy được rằng là cô Giao Linh đã phải sống như thế nào. Đó, phải tranh đấu lắm chứ. Và phải biết cách dung hòa như đúng, thế nào. Đúng. Ở đây con, ở đây con xin phép ăn cơm với cô chú. Dạ. Hai anh em con đói lắm rồi. Dạ. Hôm nay con đến đây là mục đích của con là chính là để thăm hỏi sức khỏe của cô chú sau một khoảng thời gian quá dài. Thì con muốn biết là cái tình hình sức khỏe của cô và đặc biệt là sức khỏe của cô chú là như thế nào. Của cô thì đây 2 năm thì cô có bị tim mạch á. Thì có đó, rồi sau khi chữa đó, chú thì không có bệnh gì hết, chú không có bệnh, thì chú thể dục đều mỗi ngày thì không có bệnh gì hết. Nhưng mà thấy cô vậy thì chú đi khám, thì ra nó nghẹt 4 cái nghẹt luôn. 4 nghẹt mà nó lên tới 90% luôn. Ôi trời, là nguy hiểm lắm luôn chú. Cái thằng con đó nó bảo bà phải đi thì làm mới được. Thì bỏ vô 4 cái stent. 4 cái stent thì nó cũng ok. Cho tới giờ phút này thì rất là tốt. Là mấy năm rồi chú? Khoảng năm hơn rồi, chút xíu rồi. Nhưng mà bây giờ là chú vẫn kiểm tra thường xuyên. Thì bác sĩ bảo là bây giờ là tình trạng là mỗi tháng tái khám. Cô hồi đó lúc mà cô bắt đầu cô đi hát á, là gia đình có ủng hộ không cô? Thật mà nói đó thì là cô cũng nói rõ là ba cô là người Bắc. Dạ. Mà ba cô vô Nam năm 12 tuổi, thành ra có cái đời sống ảnh hưởng người miền Nam. Dạ. Nhưng mà rất là cổ hủ, sướng ca vô loại không cho. Nhưng mà má cô là cái người dẫn cô đi dẫn đi học nhạc. Học cổ nhạc thì cho học cổ nhạc, học tân nhạc để má lo cho con. Đừng thèm nói gì tới ổng. Là nói cho ngay, cô mà có được một cái đời sống mà yêu văn nghệ mà được thỏa mãn như vậy đó là 80% là nhờ là mẹ. Nhà mẹ. Như nhà cô là có đông anh chị em không cô? Đông lắm con. Má cô đẻ 10 người, một hơi 10 người con tính. Dạ. Bây giờ làm sao mình nghĩ hai đứa con là mình đã lo không nổi. Dạ đúng rồi. Mà má cô là sanh 10 người con. Mình thương gia đình quá sức, con biết á. Cô
Cô hy sinh luôn cả cái thanh xuân của mình. Dạ đúng rồi, con thấy điều đó. Thành ra không muốn lấy chồng. Để gì? Có con, có cái là phải lo. Thành ra bây giờ thôi mình tập trung, mình lo cho em mình ăn học thành tài. Khi mà cô gặp chú, cô cũng trình bày cái nỗi niềm của cô. Là cô rất là thương gia đình chú, nói chú biết cái điều đó. Thành ra em chỉ mong anh là khi mình gắn kết với nhau, mình đi đến với nhau, cho em tự do lo cho gia đình em. Ngược lại cá nhân em, anh cũng tự do lo cho gia đình anh. Em không bao giờ có ý kiến. Tại vì mình đâu phải dưới đất lên, chui lên đâu, phải do cha do mẹ. Có cha có mẹ mới có ta. Vậy cái ngày đầu tiên khi mà cô chính thức làm vợ của chú á, nó có giống như là cô suy nghĩ và cô hình dung hay không? Cô nói cho với con nghe, cô với chú hai đứa đi lách tha hồ chơi trên đó đó. Mà cái chỗ đó nó giống như Las Vegas, nó cùng một tiểu bang chung luôn. Chỗ đó đó mà con vô đó, con có quyền ký ông thuốc. Vô ký, có một chánh án mà ký 15 phút sau không à, không ưng hả? Không bằng lòng hả, mai đi ra ly dị. Đó là Las Vegas nha con. Cái tự dưng chú nói chứ, em bây giờ anh muốn đưa em tới chỗ này nè. Đi đâu vậy anh? Tới cái chỗ này nè, cái đưa cô tới. Cái mời cái mình trả tiền con, trả hình như 180 đô, 200 gì quên rồi. Làm thú. Chú nói ký vô đi, ký vô đây đi thì em là vợ chính thức của anh. Còn không ký á, thì em là một trong bốn người bồ của anh. Cái cô suy nghĩ hoài à, cô đứng cô chần chờ một, cũng mấy giây á. Cô suy nghĩ cô chờ ông này cho ông làm khó mình thiệt á. Cái cô nghĩ bây giờ đó, lấy chồng đi chứ ở gì làm gì nữa. Cô cũng nghĩ vậy. Ok em ký. Vậy có hai cô hợp thư ký là làm chứng thôi. Cô không có một người bạn kế bên nữa. Trời ơi. Có hai đứa à. Chú giống như là đánh úp cô vậy. Cái xong rồi cái từ cái phút đó đó con, từ cái phút mà cô ký với cái cô đi với chú, cái đi ra về, cái cô ít nói lắm. Cô trầm ngâm, cô ngó một nơi, cái chú mới thấy vậy. Chú nói sao vậy cưng, sao vậy, bây giờ là mình là vợ chồng rồi chính thức đó nha. Cái cô mới quay lại cô nói chú, anh hay thiệt. Cái ông hỏi sao vậy? Tại vì đó, anh mà kêu em ký con thú đó là một cái điều không tưởng được. Tại vì cô nghĩ là cô không làm được, nhưng mà hôm nay anh làm được cái điều đó. Bây giờ là mình là của nhau rồi, thì cái cách cư xử của cô cũng khác với chú. Từ cái ngày mà cô ký con thú, nói cô nói chuyện sao? Mỗi lần cô sẵn giọng với chú lắm đó con. Ví dụ vậy đó, gặp gì không bằng lòng nói liền. Từ cái lúc đó làm như nó có một cái gì trong tinh thần mình đó, sợi dây vô hình vậy đó, nó làm cho mình tự nhiên chết rồi bây giờ mình có chồng ở nhà, chết rồi bây giờ mình có chồng ở nhà. Mình nghĩ cũng vậy đó. Thành ra rồi khi mà cô đi về với chú sống rồi đó, thì chú lần lượt mới cho mấy đứa con qua gặp cô. Với cái kinh nghiệm mà sống với lại con chồng gần 20 năm nay, thì cô nhận ra một điều đó, thật ra không khó. Bởi vì đó, trong lòng mình đó, cô luôn nghĩ cái sự vị tha nó đến, cái gì cũng có thể bỏ qua được, cái gì cũng ấy cũng muốn ok hết, thì là không bao giờ có cái chuyện mà một đứa trẻ mà xài câu là hỗn hào với mình. Chú thì đến với cô lúc đó là chú cũng đã là đổ vỡ rồi, và cũng có rất nhiều đứa con. Trong khi cô thì không có. Khi mà cô quyết định lấy chú thì có bao giờ cô thấy rằng là cô Giao Linh cô bị thiệt thòi không? Trong về vấn đề vợ chồng, nếu mà nói thiệt thòi hay không thiệt thòi đó, thì phải là do ăn thua mình đối đãi nhau. Yeah. Mà cái quan trọng nhất đó là mình phải quý trọng nhau. Có nhiều khi những cái chuyện rất ư nhỏ nhặt mà nó thành ra nó lớn chuyện. Mà nhiều khi cái chuyện lớn mà người ta có thể giải quyết rất là ok. Yeah. Chú muốn rằng một ngày nào đó thật là xa, thiệt là già nữa, hai người lũ khủ mà dẫn nhau đi, đó là quá đẹp. Nha. Mình rất mong được cái đó về sau. Sẽ được đó. Con tin là sẽ được. Rất mong cái chuyện đó. Con nghe con rất là xúc động với câu chuyện quá đẹp của chú. Nói nhưng mà nói gì nói cũng chỉ là hai ông bà coi như là tương trợ với nhau. Rồi ăn cơm thì cũng chỉ có hai ông bà. Nó thì có bao giờ chú cảm thấy nó buồn, nó hơi chạnh lòng với một cái không gian như thế này, một không gian lớn như thế này mà chỉ có hai vợ chồng đến tuổi.
đó, và hiện tại thì sức khỏe lại không phải là tốt nhất nữa. Cái đó là mình phải chấp nhận sự thật. Dạ. Con người ta trẻ rồi lớn lên rồi già rồi sẽ chết, thì mình phải tính cái điều đó. Dạ. Khi mình tính điều đó thì mình thấy không có phiền gì cả. Như cô với chú bây giờ đó là mình đã chấp nhận vậy. Yeah. Thứ nhất là cái tuổi của mình đã kêu bằng nó quá đát rồi, nó cơ thể nó kêu bằng là lên tới ngọn rồi, yeah. Thích rồi, nên là mình đừng có đòi hỏi gì quá đáng nữa. Yeah. Mình chấp nhận và mình hạnh phúc, mình chấp nhận, mình happy, mình sung sướng những gì mình đang có. Như vậy là cô chú là coi như dù như thế nào thì là tất cả mọi thứ là chấp nhận hết. Và mỗi một ngày cũng như là đơm hoa kết trái, miễn sao cho nó thật đẹp. Một ngày trôi qua nó thật đẹp và thật có ý nghĩa. Đó, đúng là như vậy. Thôi bây giờ mình vô mình xem coi hai người phụ nữ ấy đã nói xong chưa. Okay. Và chuẩn bị cơm nước xong chưa chú à? Cô nấu món gì vậy cô? Cá kho tộ nè. Mà con biết không, cái món cá này nó lạ lắm. Cô nghĩ là mai mốt đó con làm cho em ăn. Là tại sao? Là con thấy cái cục cá không? Đó là cô phải lóc hết xương ra tặng cho mấy anh ăn, mấy anh sợ xương lắm. Trời ơi, chăm tới mức đó luôn. Cô thấy là từ lúc trước khi kết hôn với lại sau khi kết hôn á, chú có thay đổi gì nhiều không? Thay đổi hoàn toàn con ạ. Dễ không? Và cô thích cái người đàn ông lãng tử của trước đây hay là cái người đàn ông trách nhiệm của bây giờ? Cả hai đi cô. Vừa có lãng tử mà trách nhiệm dữ lắm đó con. Từ hồi cô lấy chú tới giờ đó con, cô xác nhận nha, là chú không có bê bối. Không biết tại mình hơn sao. Thiệt sự mà nói nha, vợ chồng ở nhau, người đàn ông trách nhiệm nặng lắm. Họ muốn hay không muốn là một phần, nhưng mà người ta dụ đứa con à. Dạ. Nó họ muốn tốt cũng khó lắm. Dạ, thôi thì không có. Kính thưa quý vị, trước khi ăn cơm thì cho phép Quốc Thuận đại diện cho toàn thể anh em, toàn thể ekip xin được cảm ơn cô Giao Linh và chú Sang đã mời hai anh em chúng con một bữa cơm ngon như vậy. Ăn cơm đi. Dạ. Vừa nói. Dạ. Chú ơi, cái câu chuyện mà ngày xưa chú chăm cho cô từ cái trang phục, từ cái son phấn để đi diễn là nó diễn ra như thế nào vậy cô? Thật sự mà nói đó, son phấn thì cô tự lo. Dạ. Chú chỉ lo chút xíu phần chẳng hạn như áo dài, dài dép này kia nọ, tóc tai đó là chú. Tại vì cái đầu óc của chú nó nghiêng phần nghệ thuật chút. Chú hồi đó ở bên Mỹ có một cái ông đó, ông cắt tóc hay lắm. Yeah. Đẹp lắm, chú chỉ ngồi nhìn thôi là ăn cấp kiểu về nhà chú cắt y choang vậy. Trời. Mà chú cắt còn lẹ hơn ổng, ổng cắt 2 tiếng đồng hồ. Nên đó, từ đó về sau đó chú cắt tóc cho cô khỏi đi đâu hết á. Tiệm hớt tóc không ăn được tiền của cô chú. Không phải vậy. Tại vì đi tới đó ngồi lâu quá. Còn áo dài đó thì chú từ ở bên Mỹ cũng vậy, chú phải tự đi lựa vải lựa này kia nọ, rồi chỉ thơ mai cô chỉ có mặt thôi, hoàn toàn không biết gì hết. Nói chung là chú quan là rất là lớp cái gì về hết. Dạ. Sắp xếp mọi thứ và thậm chí là mà có cái này nữa là cô chú phải direct, chú phải chỉ. Có lần là chú chỉ mà cổ cũng có vẻ không vừa ý, đang mệt hay sao biết không? Em chỗ này hát chưa được, chỗ này em phải hát như thế này. Cái cổ nói, em hát 25 năm rồi. Nếu người ta là hát, chú nói, đúng. Nhưng mà anh nghe 30 năm em. thế là không có cãi vã, nếu không người ta sẽ cãi vã, đúng không? Nói thì nói chứ, cô và chú vẫn không có một đứa con chung với nhau. Dạ đúng. Như nãy chú có chia sẻ đó, đến bây giờ là chấp nhận hết rồi. Và thậm chí là ai đi trước đi sau thôi. Đó, mà bây giờ là không có con chung với nhau. Vậy thì con xin lỗi và con xin mạo muội hỏi là con không hiểu là giữa cô với chú nghĩ rằng là đến cái ngày mà có nghĩa là một người phải đi trước và một người ở lại thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Rất là buồn ha. Rất là buồn. Cái đó là nếu mà mọi người đây đừng khóc nha. Không có khóc. Không phải. Mọi người nhà hãy xem và đọc cái bài Đôi Dép rất là ý nghĩa. Cái đôi dép đó mà mất đôi dép đó rồi là
không có chiếc dép nào thay thế được đó. Mất chiếc dép, mất một chiếc thôi à. Mà cái đặc biệt nữa đó là, đặc biệt đối với chú đó là tìm người khác không có. Không thể nào, chú không thể nào, chú nói thẳng là không thể nào chú có thể tìm được một người đàn bà khác như cô. Đặt cái đặc biệt không phải là ca sĩ, không phải vậy, mà một cái người đàn bà mà có thể thương một đàn con của chú như con ruột của mình là coi như không có. Thật sự mà nói vậy. Cô có bị chạnh lòng hay không khi mà bây giờ là cô cũng vẫn không có người con chung nào với chú? Thật lòng mà nói thì khi mà chú mất, cô với chú mất đứa chót một của cô á, với chú á, thì là bữa đó là cô không biết cô có bầu. Rồi ở bên Canada, cô nhận một cái show bên Úc, cô đi. Dạ. Yeah. Cô đi rồi đó, thì cô trước khi đi cô có thử máu. Dạ. Yeah. Cô đi thử, đi khám bác sĩ. Thì cô đi rồi đó là sau đó là tới sinh nhật của cô. Thì chú xa xôi quá, chú điện thoại quá, em anh có quà tặng sinh nhật cho em á. Hỏi, ủa sao vậy? Quà gì đó em đâu có thấy đâu. Trong bụng á, bác sĩ báo cho chú, mà cô không biết. Dạ. Bởi vì cái chỗ không biết thành ra mình không có dưỡng. Dạ, không dưỡng. Thành ra khi mà vô nhà thương thì nói cho ngay cô khóc rất là nhiều bữa đó. Tại vì cái kỷ niệm trong cái cuộc đời mình mà cô nghĩ chắc là lần cuối của mình đó, mà không có được. Dạ. Vì là chú đứng với cô như vậy đó, mấy tiếng đồng hồ mới. Dạ. Bác sĩ mới quyết định là lấy ra. Một trong hai người nếu cứu mẹ thì mất con, mà cứu con là mất mẹ. Cái trường hợp nó xảy ra bắt buộc, mình phải bắt buộc. Nhưng mà sau cái lần mà mất như vậy đó, chắc chắn là cô sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể cân bằng lại cuộc sống, đúng không? Thì cũng phải cố gắng con, cũng ráng. Cái sau đó của chú nào? Dành cho cô nhiều quá đó, nó cũng an ủi rất là nhiều. Nhưng mà sau đó về cái việc gọi là mang thai nữa là không có, bác sĩ báo trước không bao giờ có nữa. Con hôm nay thì con có một cái mong muốn à, trước hết đó là con mong muốn là cô mong hãy luôn luôn giữ một cái trạng thái tốt nhất, giữ một sức khỏe tốt nhất để tận hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời này bên một người đàn ông quá tuyệt vời luôn. Đó, đó là điều con mong muốn. Và một cái điều ước mơ của con đó chính là những cái mong muốn của chú, chú nhớ không? Ừ. Nó sẽ thành hiện thực. Ông bà lụm khụm nhau, nắm tay nhau, thậm chí là nghe Giao Linh hát những bài hát của tuổi thanh xuân ở trong phòng trà những ngày nào đó. Và cô sẽ giữ mãi cái tiếng hát chỉ có một Giao Linh có trên đời này mà thôi. Cô hát bài đầu tiên cô Thu Âm đi cô. Màu tím hoa băng xê đó, đó nè. Đó, màu tím. Dạ. Màu hoa băng xê, màu hoa tình yêu hay hoa của thời gian. Lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngờ ngàng. Hôm nay đó anh thay mặt cho tất cả những người ái mộ Giao Linh, trong đó có anh nha, và để cảm ơn em đem tiếng hát lại cho mọi người. Và riêng anh á thì hôm nay đặc biệt anh muốn tặng em cái hoa là để cảm ơn em đã đồng hành với anh mấy chục năm và đem đến cho anh một cái tình yêu rất ư là tuyệt vời. Anh cảm ơn em. Dạ, thank you honey. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Và như ngày hôm nay thì em cũng cảm ơn anh đã đồng hành cùng với em, tuy nhiên là giúp sức cho em để em có được cái khoảng trời riêng của em mà em dành cho nghệ thuật. Thật ra em nghĩ là không phải riêng gì mình em đóng góp cho nghệ thuật mà anh đóng góp cũng rất là nhiều trong đó. Thì một lần nữa cảm ơn anh. Thank you. Cảm ơn con, cảm ơn hai con rất là nhiều. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Cảm ơn con.
Hôm nay con rất là hạnh phúc bởi vì con được nghe cô hát cho con nghe nè, rồi được chứng kiến cái niềm vui của cô, chứng kiến cái hạnh phúc của cô và được lắng nghe cái câu chuyện tình rất là đẹp của cô chú nữa. Con nghĩ là không có ai có được điều đó đâu. Có lẽ là suốt cuộc đời này con không quên được. Xin thay mặt cho những người yêu mến cô chú, tôi chúc cô chú luôn luôn có một cái sức khỏe thật tốt để tiếp tục đồng hành cùng nhau trên cuộc sống này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn cô.